con tôm áo đều, tỏi giòn nè. Bên ngoài thì giòn giòn, bên trong ngọt thịt, không có bị mất chất ngọt. Hơi chua chua, cay cay, ngọt ngọt mặn mặn, tôm sút me, thơm ngon cho gia đình. Hôm nay mình khuyên chia sẻ món này, cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu cho gia đình mình nha. Chan lên, ôi nó ngon lắm á. Để làm món này mình cần có tôm. Tôm này là cái con tôm lớn đó. Anh chị em và các bạn mua cái tôm nhỏ nó không có ngon bằng con tôm lớn. Tốt nhất là mình mua cái con tôm có đầu. Nhưng mà ở đây mình mua không có, thành thử ra hôm nay mình mua cái con này. Tôm có đầu thì chút nữa mình làm xong nó có cái gạch nó chảy ra, nó làm cho cái màu đẹp. Đồng thời là khi mình ăn nó ngon hơn. Bỏ cái chân con tôm luôn. Với cái đuôi của con tôm á, có cái này nè, anh chị em và các bạn bỏ luôn. Mình cắt đây. Tôm này là người ta đã làm rồi. Còn nếu như tôm chưa làm thì mình sẽ lấy cái cây xiên thịt nướng hoặc là cây tăm, mình xỉa vô ngay cái chỗ chính giữa của cái lưng con tôm, cái sau đó mình kéo lên làm lấy ra được cái chỉ lưng tôm. Bây giờ mình khuyên sẽ làm hết tôm này nè, rồi sau đó mình rửa sạch sẽ với lại muối. Chị em nào mà sợ nó tanh á thì có thể rửa thêm chanh. Nguyên liệu món này sẽ có là 700g tôm đã làm sạch sẽ để ráo nước. Ướp vào đây 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, chicken powder. Mình cho một chút tiêu. Rồi xóc lên. Chỉ ướp vậy thôi anh chị em và các bạn, đừng ướp nhiều. Bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt me nha. Cái này quan trọng là cái nước sốt me đó. Đây là me. Người ta còn hay gọi là me vắt đó. Nguyên liệu là trên màn hình mình có nước mắm nè, nước nè, tương ớt hoặc là ớt xay, rồi đường, rồi tỏi. Trước tiên mình lấy 50g me, 50g. Sau đó mình cho vào 250ml nước, tức là khoảng 250g nước. Rồi mình nấu sôi lên. Sau khi sôi, mình có thể dầm ra và để đây cho me tan. Tắt lửa luôn. Trong lúc đó mình pha gia vị. Đây là cái muỗng canh, hay còn gọi là tablespoon. 1 nè, 2 nè, 3, 4, tức là khoảng 60g. Đây là cái muỗng canh 15ml. Mình lấy nước mắm. 2 và 3, khoảng 50g. Chị em nào không có cái cân á, thì mình lấy cái muỗng đông cũng được, nó là muỗng canh. Sau đó mình quay lại, nấu cho nó sôi trở lại nữa, để cho me nó nhanh mềm, hoặc là cũng có thể mình ngâm lâu hơn. Rồi tắt lửa chờ mềm. Sẽ cho vào trong cái rây. Lấy hết cái me này. Chị em và các bạn để bên dưới nè. Khi mình lọc thì nó mới lấy được hết cái nước me. Rồi còn lại cái này mình sẽ tiếp tục cho vào 100ml nước. Nấu sôi luôn. Rồi mình để 5 phút, sau đó mình mới lọc. Rồi mình sẽ bằm 10g tỏi. Hoặc xay cũng được. Quay lại cái me này nó lại tan ra rồi nè. Mình lại tiếp tục lọc. Rồi cũng để bên dưới vậy. Ép nó xuống, lấy hết nước me. Rồi sau đó mình lại để ở đây cho me lắng cặn trong vòng khoảng 5 phút. Sau đó mình cho một muỗng canh dầu 15ml vô nồi. Cho tỏi vô luôn. Rồi mở bếp. Sau đó mình nấu nhanh qua vậy nè. Cho nước mắm với đường. Để lửa trung bình. Mình nấu cho tan đường ra rồi. Bây giờ cái me nó cũng lắng nè. Mình đổ hết vô. Chừa cái cặn bên dưới lại.
Đây, cái cặn mình chừa lại nha. Nhớ lấy hết gia vị trong chén ra cho đủ nè. Sau đó anh chị em và các bạn mình cứ nấu cho đến khi nó sôi lên. Sau khi sôi, mình hạ nhỏ lửa. Bếp mình để xuống 2, rồi nấu 5 phút. Có thể vớt cái bọt này đi. Anh chị em và các bạn nhớ nấu lửa nhỏ lâu lâu á, cho nó chín kỹ như vậy á, thì thứ nhất là nước me nó sệt, thứ hai nữa là mình để được lâu không có bị hư. Rồi bây giờ mình sẽ nêm. 1 muỗng cà phê vuông bột nêm gà, chicken powder. Rồi nêm thêm nước mắm, 1 muỗng canh nữa, 15ml. 1 muỗng canh tương ớt, hoặc là nếu như ớt cay thì cho ít. Cái ớt này nó không có cay nhiều. Mình cho 1 muỗng canh như vậy khoảng 15g. Quậy tan lại. Sau đó mình nâng lửa lớn cho sôi bùng lên. Trong 1 phút nữa. Và lúc này cũng có thể lấy chút xíu nếm lại. Anh chị em và các bạn nào thích cho cái nước mắm me này nó sệt á, thì mình cũng có thể nấu cho nó lâu thì là lâu cho nó sệt lại rồi á, sau đó mình mới nêm. Cái này là tùy theo ý thích gia đình. Ngon đặc sắc luôn. Anh chị em và các bạn sẽ lấy một cái hũ đã được nấu rồi phơi nắng, hoặc là mình cho vào trong lò nướng á, sấy trong 4 phút ở 120 độ C để cho nó sạch sẽ, thì mình để lâu nó mới không có bị hư. Rồi chờ nguội, mình đóng nắp lại để dành trong tủ lạnh. Là mình có nước mắm me sẵn sàng luôn. Khi nào ăn là lấy ra. Tinh bột bắp hoặc là bột năng hoặc là bột chiên giòn cũng được luôn. Tỏi anh chị em và các bạn bằm hoặc là xay nhuyễn. Mình sẽ lấy một cái chảo lớn lớn một xíu để phi tỏi, xong rồi mình chiên luôn tôm. Cũng như là mình sẽ cho hơi nhiều dầu xíu luôn. Khi mình cho nhiều dầu á là tỏi nó giòn, đồng thời là không có bị hút dầu. Bởi vì khi tỏi nó hút dầu vô là nó mềm đó anh chị em và các bạn. Chứ mình đừng có sợ là ăn dầu nhiều cái mình cho ít là nó hút hết vô trong tỏi luôn. Tỏi á thì mình không có cần phải đợi dầu nóng, mà mình sẽ cho khi cái dầu hơi hơi nóng thôi. Bởi vì cái dầu nóng làm cho tỏi bị đắng. Rồi mình phi thơm, chuẩn bị một cái rây luôn, cái nồi của tô bên dưới, để mình đổ cái dầu này ra, lọc lấy tỏi, bởi vì nó nhanh giòn lắm. Chị em mình nấu xong nhớ kể cho mình khuyên nghe món ăn như thế nào nha. Mình vui lắm khi chị em làm thành công đó. Rồi như vậy là được nè. Mình phải lập tức đổ ra liền, để không thôi chút nữa nó đậm. Đó, như vậy là được. Rồi để cao lên, kê lên cho nó chảy dầu nha. Cái dầu phi tỏi mình có thể để dành để nấu nhiều món ăn. Dầu phi tỏi vừa xong mình cho vào đây. Anh chị em và các bạn sẽ cho tinh bột bắp. Bởi vì nếu mình cho trước á là nó sẽ bị chảy nước, làm cho tôm dính. Mình cho khoảng 2 muỗng canh. Sao cho khi mình trộn mình thấy con tôm nó áo đều bột nè. Con tôm nó áo đều bột như vậy mình thử dầu thấy sôi, rồi thả vô chiên. Mình cho từ từ, đừng có cho nhiều tôm quá, nó sẽ bị chảy nước á. Tôm nó cũng nhanh chín lắm. Anh chị em và các bạn chờ cho đến khi nào mình thấy nó đỏ lên á, và nó chín. Mình khi nhắc lại là anh chị em và các bạn nhớ đừng có cho nhiều tôm vô quá. Mình chỉ chiên cho như vậy nè, cho nó trống có chỗ á, thì con tôm nó sẽ giòn và nó không có bị mất nước ngọt. Sau khi mình nhìn thấy con tôm nó nâu rồi đó, con nào mà nâu trước anh chị em và các bạn vớt cho ra rây trước để cho chảy dầu. Rồi tiếp tục mình chiên những con tôm còn lại.
cũng thả vô từng con đó anh chị em và các bạn. À, cũng nhớ để lửa lớn luôn. Rồi mình cũng chờ cho nâu, xong sau đó mình lật lại. Chiên lửa lớn luôn, cho nó không có bị hút nhiều dầu. Anh chị em và các bạn, trong lúc chiên á, nếu như mình thấy văng dầu thì giống như hôm trước mình Chiên có chia sẻ đó, là mình cho một chút xíu bột vô trong dầu giúp cho nó không có bị văng. Rồi mình đã có tôm, ngon chưa? Bây giờ mình sẽ cho sốt me vô. 1, 2, 3. Tùy theo anh chị em và các bạn ăn bao nhiêu thì cho nha. Mình cho 6 muỗng canh á, hoặc là 7 cái muỗng canh này, mỗi muỗng là 12ml. Sau đó mình nấu cho sôi lên, cho đến khi mình thấy nó kẹo sệt vậy đó, thì lúc đó mình mới cho tôm. Bởi vì nếu như mình cho lúc mà cái này còn lỏng quá, mình nấu tôm trong đây lâu là làm cho cái vỏ tôm nó không có giòn nữa. Khi mình nhìn thấy sệt như vậy rồi, mình cho tôm vô. Hạ xuống lửa trung bình. Anh chị em và các bạn đảo nhanh qua. À, chỉ như vậy là mình đắp chảo là xong à. Nhớ là đừng có nấu lâu là tôm nó mất đi cái độ giòn, cũng như là cái nước sốt me này nó cạn lại, nó làm cho tôm không có bóng nữa. Sau khi mình đã thấy nó áo hết rồi, tắt lửa. Lúc này mình cho hết cái tỏi. Ồ, tỏi giòn nè. Thơm ngon như là trong nhà hàng bán luôn. Vẫn chưa xong, bên trên mình cho ngò, ngò rí nữa. Con tôm áo đều, tỏi giòn nè. Có ai thèm món ăn này không ta? Nếu thích thì vào bếp và làm cho gia đình mình. Bà Bình Khuyên chúc nhà nhà cùng ăn ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Nếu thích sốt me cho thêm lên thì mình có thể cho thêm khi ăn đó, chấm vô. Mùi thơm quá. Đâm món gì hả má? Món tôm sốt me đó con. Nhìn ngon quá. Con thấy món này ngon, con ăn thích ăn cơm hay là ăn bánh mì nè? Ăn cơm. Ok, mình ăn cơm ha. Khi ăn thì mình sẽ lấy tôm cho ra dĩa nè. Anh chị em và các bạn lấy thêm cái nước sốt me mà mình đã làm đó, chan lên. Ôi, nó ngon lắm á. Rồi ăn chung với lại đồ chua nè. Hôm trước mình cũng có làm video rồi, củ cải trắng cà rốt.